Bless you. Bless you. Hey, you. Hey, you, you, you. Hey, you, 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 you. Hey, you. Hey, you. Chào Tuấn Kiệt, không biết là tôi suy nghĩ như vậy có đúng không? Chắc họ chân thành chứ quá. Thì những người mời các anh chị chúng. Hết chưa? Chị thấy thì em xử lý những cái đồ vật của em rất là thông minh.